Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với Franbow. Tiếp tục với phần trước của chúng ta. Phần trước của chúng ta thì sau khi mình lên mạng mình nghiên cứu một cách rất là tử tế và dựa vào chức năng của game thì ok, mình lên mạng mình nghiên cứu thì chúng ta cần phải dùng cái này đưa cho cái thằng này xem là ông ơi, ông đổi cho tôi sửa là hơn. Muốn đổi số không? Nếu được không, nếu chúng ta đổi số, tôi có số 7. Không, tôi cần phải biết là nếu mà tôi có bị đau cái gì không. Tôi cần phải biết là tôi đang bị bệnh gì. Nếu mà tôi tìm được cái bệnh gì của ông có thì làm sao? Nếu mà lúc đó thì ông cho tôi vé chứ. Tất nhiên ta, nếu mà ta vẫn ở đây để đợi khi mà cô quay lại. Okay, thế thì chúng ta bây giờ chúng ta mới có thể lên con mắt vĩ đại và thần thánh của chúng ta giúp được. Why? Why though? Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ của bà. Tất nhiên là ngươi cần rồi, thế ta có thể làm gì? Mày nhìn thấy tất cả mọi thứ mà mày có thể biết tao cần gì chứ? Vấn đề về bệnh nhân. Nếu bà có thể giúp tôi nói cho tôi rằng cái bệnh của cái sinh vật có số 2 đang bị gì không? Ông ấy đang, cậu ấy đang ở phòng chờ, đang đợi. Xem nào. Ta thấy được rồi, nhưng mà từ cái gì ta thấy thì nó thật sự không phải bệnh căn bệnh, nó chỉ là một cơn đau đầu bị bởi sự thiếu hụt, sự đau khổ trong cậu ấy. Liệu có cách nào để giúp cậu ấy không? Tôi cần vé cậu ta. Khóc tất cả những cái nước mắt mà cô có thể khóc tới khi mà đầy cái lọ rồi thì giá sẽ được. Nhưng mà đừng quên, nước mắt thì phải nước mắt đến từ cái sự đau khổ thực sự. Nó không phải là vấn đề, tại vì tôi thật sự đang ở cái điểm rất là nhiều vấn đề hiện tại. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn khi mà mèo và tôi qua đi về nhà. Nhưng rồi mọi thứ rất là khó hiểu và cô Grace thật sự rất là điên. Và nói chuyện với cô ấy rất là đáng sợ. Tôi đã thật sự tin cô ấy. Tôi không biết chuyện gì phải làm gì nữa. Mabuka nói rằng tôi sẽ được chọn vì cái gì đó. Nhưng mà bà ấy lại nói lại ngủ tiếp và không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cần mèo con của tôi ngày nửa đêm. Cái ôm của ngày nửa đêm là cái sự làm tôi là việc là thứ làm tôi thoải mái nhất. Chúng ta sẽ đi về sao ta mà sống một cách cực kỳ hạnh phúc. Tiện vãi, thợ tiện đấy. Đau đớn đáng yêu đấy, rất là đơn giản. Ok, vậy là mình có một bình. Cái bình bây giờ thì đầy nước mắt của cô rồi, bây giờ hãy đưa cho ông ta và đấy là vé của cậu cô. Đi bây giờ dưới thời gian không đợi cho bất kỳ ai đâu. Cảm ơn bà, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ok, vậy là chúng ta có một cái bình sida. Bình nước mắt sida. Ok, đây của mày đây. Đây, uống cái này đi và cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Cố gắng là tôi chết vì độc à? Đáng yêu đấy, để xem nào. Nó thấy một thứ darkest elixir that ever taste. Nước tuyệt vời nhất ta từng. Hãy cho ta thêm, cho ta thêm. Không, hãy để tôi yên đi. Cậu đã, ông đã hứa sẽ đưa tôi cái vé khi tôi giúp ông. Được rồi, đây có người đây. Ok, cảm ơn và nước mắt của ngươi thật sự rất là ngon. Ok, thế là chúng ta có. Chúng ta vừa cho một đứa khác nước mắt để chúng nó uống và bây giờ chúng ta kinh vậy. Số 2 này. Nice. Nó số 2 rồi này. Ê, số 2. Su, nó về đến lượt của cô đấy, về đây. Bệnh nhân số 2. Tôi sẽ làm cố gắng mọi thứ để giúp đỡ cô. Cô đã đặt chỗ trước chưa? Thật sự không, tại vì bà chỉ nói rằng tôi lấy số và đợi. Xin lỗi, chúng ta không giúp những người bị bệnh mà không có đặt chỗ trước. Nhưng mà tôi không bệnh. Tôi mất con mèo tôi và tôi chỉ muốn tìm nó. Một con mèo mất, đừng lo. Đấy là sự chọn lựa chọn tự sự phản ứng tự nhiên của căn bệnh của cô. The fuck. Nhưng mà cô rất là may mắn vì rất là nhiều kẻ đã bị mất cả trí, gọi là gì nhỉ, mai là kiểu trí tuệ hay
Nói chung mất sự tỉnh táo luôn. May mắn. Thế làm sao để đặt chỗ trước? Chỉ cần gọi cho tôi. Đây là thẻ của tôi và số điện thoại. Nhưng mà tại sao chúng tôi cứ lại phải gọi cho bà trong khi tôi có thể làm đặt một chỗ trước ngay bây giờ? Thế rất là tệ, tại vì bây giờ tôi đang đợi cô gọi cho tôi. Ok, tôi sẽ đi gọi. Yeah, vậy thì giờ mình biết cái điện thoại mình cần phải tìm ở đâu rồi. Ok, fine. Ôi, thiếu một thôi. 01221217276. 01221217276. Không, mình không cần phải nhớ. Fuck, chưa gì ở nhầm rồi. 0 1 2 2 1 2 1 7 2 7 6. Xin chào. Và đúng rồi, tôi gọi cho bà từ để đặt chỗ trước. Tôi là Franbo. Tôi đang rảnh ngay bây giờ. Tôi có mắt. Tôi có một cặp mắt được chứ. Ok, tôi sẽ gặp mà trong một phút nữa, gặp bà trong một phút nữa. Cảm ơn, tạm biệt. Vâng, tạm biệt. Tại sao mình lại phải dính với cái đứa đau đau này? Tôi không biết, tôi muốn bỏ cái game này từ lâu lắm rồi nhưng mà không, có rất là nhiều chuyện xảy ra khiến mình phải ngồi chơi hết cái game này. Xin chào, bệnh nhân số 2, bà cô đã đặt chỗ trước chưa? Vâng, Rambo là tên của tôi và cái đặt chỗ là ngay bây giờ. Để xem kiểm tra nào, để kiểm tra hồ sơ nào đúng. Có đúng, có cô rồi. Bác sĩ sẽ gặp cô trong một phút nữa, hãy đi qua cánh cửa ở phía bên phải. Cảm ơn rất nhiều. Oh god. Ôi, xin lỗi, ta vừa làm cô sợ, tôi vừa làm cậu sợ à? Trông cậu khá là, cậu trắng bệch ra. Mình thì đau hết con mã tim rồi. Chỉ vì con này xuất hiện. Em sợ ai? Thế là đúng rồi, đúng rồi. Đây là một cơn ác mộng. Trông cô như cái con người khỏe mạnh vậy. Cảm ơn. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ nếu mà ngài không phiền thì tôi có một chỗ đặt trước. Tôi không phiền đâu, tại vì nó chẳng là công việc gì của tôi cả. Đầu sư nó vừa ra bắt mình kinh ai. Ồ, lại là mày. Ngươi chưa định tự tử à? Không phải cái nỗi đau mà ngươi đã chịu đựng là đủ à? Ngươi là Remo phải không? Ta chưa có cơ hội để tự giới thiệu ta tử tế. Ta rất xin lỗi vì ta không thể bị nhìn thấy ở trong thực tại thứ ba mà trong thời gian lâu dài. Ta là Remo bóng đen tồi tệ, hoàng tử của bóng tối. Tôi biết ông là ai nhưng mà đừng có tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra cả. Tại vì có phải ông vừa giết bố mẹ tôi không? Mèo của tôi đâu? Và bác sĩ đơn đâu rồi? Tôi thật sự rất là vui khi ta thật sự rất là tuyệt, là thấy thoải mái với cái sự nhìn đến ngươi phải đau đớn, nhỏ nước mắt của ngươi ra, ta được ăn, ta được ngươi sống từ đó. Ngươi là cái sự manifestation dài đấy, cái từ đấy dài vãi, của sự mong muốn, sự khao khát của ta. Ta có thể sử dụng ngươi bất kỳ lúc nào ta muốn. Ngươi là dưới sức mạnh của ta. Thật ra là không đúng, không còn nữa. Ta không cho phép ngươi lừa ta nữa. Nói cho ta biết, tại sao ngươi giết cha mẹ của ta? Tại sao? Cơ sản bạc mạnh. Ngươi thật sự cho rằng ta là người làm cái thứ đáng sợ đấy à? Ta nhìn thấy ngươi ở bóng tối, trong bóng tối ở ngoài nhà của ta, ở ngoài cửa sổ của ta. Ngươi chắc chắn là ngươi người đã làm điều đó. Ngươi tin mắt của ngươi quá nhiều. Không phải ngươi không, có phải ngươi đã, không phải ngươi đã học được một điều rằng cái receptor awake là yếu đuối. Thể xác của ngươi rất là mỏng manh, rất là dễ bị tổn hại. Oh shit. The fuck. Oh fuck. Không, không, nó không thể nào, dừng lại đi. Từ từ á.
Đúng là mình xem trên cái đấy, cảnh đấy là nó bị cắt thành nhiều mảnh thật. Nhưng mà cái xác ở trong quan tài đâu có bị cắt thế này. Tôi không làm thế, tôi không làm. Không phải là tôi, dừng lại đi làm ơn. Ai vậy? À, cô gái. Ai giết bố mẹ của cô? The two little creatures must suffer and die before become a star. Ok. Mình nghĩ như cái thằng đấy nó nói đừng tin vào mắt quá nhiều ấy, thì biết đâu là cái thằng này nó điều khiển tạo ra khung cảnh trước mặt mình. Tôi chưa giết của mẹ thôi, tôi không giết. Con quái vật đó đã lừa tôi biết. Tất cả mọi người điên hết xung quanh đây, tôi cần phải tìm con mèo và rời khỏi đây. Ok, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi vào cái phòng kia, đi vào cái phòng kia. Ok. Ở sao ông lại ở đây? Ô, con mèo này. Mèo. Mèo thân yêu của tôi. Tôi ở đây với cậu. Cậu ổn chứ? Mèo, trả lời tôi đi. Có chuyện gì với cậu vậy? No. Mèo, mèo. Thế sao cậu không nói chuyện với tôi ngay nửa đêm? Cảm ơn đừng làm thế này với tôi. Oh shit. Hãy nói cho với tôi đi, ngày nửa đêm nay không vui gì cả. Đến nơi này phải không? Cậu cần phải ra khỏi đây để cậu có thể nói chuyện với tớ lần nữa. Nói chuyện với tớ sẽ đưa cậu đến Ether Star. Palanchas có thể giúp chúng ta. Tớ hứa với cậu, mà không thứ gì sẽ tách rời chúng ta ra nữa. Meow. Đẹp. Ô mèo, tớ sẽ quay trở lại ngay. Tôi phải giúp bác sĩ đơn, được chứ? Có vẻ trông ông ấy đang gặp vấn đề. Oh god, the fuck bà ạ. Oh god, mình không nên làm gì. Are you alright, sir? Sir, wake up, please. Let the wake up. Ok, ông ấy. À, mình cần phải làm. Lấy cái này đi. What? Chọc phát đuôi ông ấy. Ok, cái này sẽ làm ông ấy tỉnh dậy. Oh, kinh mai. Kinh mai như là chạy 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 anh kia. À, cái gì vậy? Đừng lo, bác sĩ Dern đấy là tôi, đấy là cháu Fran. Hả? À, không nhìn rõ lắm. Fran Bow, thưa ngài, cháu đến từ bệnh viện Oswald Asylum. Chúng ta đã ở cái nghĩa trang, ông nhớ chứ? Fran, có chuyện gì vậy? Tại sao sao ta lại bị trói vào một cái ghế? Cháu đã làm gì? Cháu đang cố gắng giúp ngài. Con quái vật lớn đã đưa ngài đến đây, chúng ta cần phải đi. Thôi nào Fran, quái vật. Ta không muốn chơi trò chơi đâu. Được rồi, nó không phải con quái vật tí nào cả, nhưng mà cứ để cháu giúp ông. Ok. Oh. The fuck? Nhưng mà cô ta đang làm gì ở đây? Ta tưởng cô đã khóa nó lại. À, nhưng mà tôi đã làm, tôi nghĩ rằng nó sẽ, tôi đã nói rằng nó là một đứa khó nhằn mà lị, khó để dạy mà lị. Ông có muốn tôi giết nó luôn không? Giết cháu cô Grace? Tại sao cô lại nói như vậy? Ông già này là ai? Đáng yêu thật. Ngươi nói y hệt như mẹ ngươi khi bà ta còn trẻ. Mẹ của cháu? Ông biết bà ấy à? Ông là ai? Ta là Dr. Oswald Harrison. Ông này là cái ông điều hành cái Oswald Asylum à? Đã biết mọi thứ về cô Fran. Oswald? From Oswald Đúng rồi, Fran. Ông già đó đó. Nhưng mà tại sao ông biết về mẹ của cháu và cô của cháu? Thật học mình nó kiểu gì ấy. Chắc là nói nhiều quá. Ok. Mình thông cảm. Đúng vậy, sau dài năm vài năm trước ta đã học về cái sự gọi là tuyệt diệu rắc rối của những cái đôi sinh đôi. Lucia và Grace đã là một phần ở trong cái nghiên cứu của ta, nhưng cả hai đã giúp ta tìm được chìa khóa tới thành công. Chìa khóa?
Có phải ông biết rằng mẹ cháu và bố cháu sẽ bị giết? Đúng, tất nhiên. Remo đã làm một cái việc rất là tốt. Sức mạnh của ông ta là... sức mạnh điều khiển mọi thứ của ông ta là tuyệt vời. Cái mà ta không hiểu đấy làm sao mà ngươi có thể thấy khá là bình thường về chuyện đó. Đấy là ngươi đã giữ cái dao đấy. Tôi không bình tĩnh. Tôi biết là nó là đó là Remo. Nhưng mà tại sao hắn ta lại đuổi theo tôi? Remo là the fuck? Cái từ manifestation là cái gì? Tôi không hiểu làm ai dịch được cái từ này. God, mình ước gì mình có một cái từ điển trước mặt thì mình có thể dở ra phát là cái từ này là từ như thế nào để mình có thể dịch game mấy cái game như thế này. Nhưng tại sao con quái vật lại giết bố mẹ của tôi? Vì bố mẹ của ngươi đã đụng vào công việc của ta. Thực ra ta đã làm giúp ngươi một việc. Ngươi đang đau khổ và đau đớn để kết nối với sự lớn và sức khỏe. Oswald, làm ơn hãy làm những việc mà chúng ta cần làm. Cô Grace, làm ơn đừng có giận cháu. Chúng ta là gia đình. Để chúng cháu đi đi. Mèo và cháu cần phải tìm nơi để đi mà không làm phiền cô. Làm ơn cứ để cho cháu đi. Đúng, đúng vậy, Fran. Tôi xin lỗi vì đã... Ta xin lỗi vì đã làm... đã khó chịu với cháu. Thôi nào, đi thôi nào. The fuck? The fuck? Bà mang mèo tôi yêu ấy. The fuck? No! No! Fran, nghe này. Cháu cần phải biết. Bác sĩ Oswald thật sự chỉ muốn điều tốt nhất cho cháu. Khi mà Lucia còn sinh với cháu, ông ấy đã biết rằng cháu là một cô gái rất đặc biệt. Ông ấy đã nói cho chúng ta cần phải chăm sóc cháu rất thật tốt. Nhưng mà mẹ của cháu đã phản bội chúng ta. Bà ấy muốn giấu giấu cháu khỏi chúng ta. Bà ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ giết cháu, nhưng đó không phải sự thật. Bác sĩ Oswald thật sự muốn điều tốt nhất cho cháu thôi. Nhưng vì điều đó chúng ta cháu cần phải để cho ông ấy thử ít thí nghiệm lên cháu. Và giờ mọi thứ sẽ ổn. Tất nhiên, nhưng mà có một thứ chúng ta vẫn phải giải quyết. Đấy là cái kẻ phản bội này phải đi. No! Không! Không, mèo! Vai! Ồ, thế nó chết à? Thôi nào, Fran, đừng có mà khóc nữa. Con mèo này chết rồi. Nhưng mà cậu ấy là bạn của tôi. Bà giết bạn thân thiết của tôi. Bà cũng đã giúp để giết bố mẹ tôi, phải không? Phải không? Làm sao mà bà có thể sống với bản thân bà thế này cơ chứ? Tôi ghét bà. Tôi ghét bà. Bóp cổ. Bóp cổ chết đi. Dừng lại, Fran. Cứu, cứu. Làm ơn, cứu. No. What the fuck? Không! No! Đừng có đụng vào Grace, con quái vật bé. Trời. Bà nó thật sự điên rồi. Mang nó đến chỗ ta. Ta sẽ làm thực hiện thí nghiệm khi mà nó vẫn còn ấm. Ta cần phải chiết xuất não của nó ngay bây giờ. Shit. Oh no, Fran, cháu ổn chứ? Các người đã làm gì với nó vậy? Con bé vậy? Con bé đã cố gắng giết tôi. Ông đã đúng về Fran, bác sĩ đơn. Nó bị bệnh rồi. Nhưng mà con bé đang chảy máu. Hãy để tôi chăm sóc nó. Không, ngươi không. Bây giờ nó là của ta. Ta đã đợi cái thời điểm này quá nhiều năm rồi. Để tìm đúng đứa trẻ, đúng đứa trẻ, đúng cái não đó. Bây giờ ta có được nó rồi, không có gì để dừng ta được cả. Đứa nào đội mũ cao cũng đẹp trai mày Lin. Oh god. Nhưng mà mày đến hơi muộn tí. Tiếc.
Ô Fran, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông là ai? Tôi là Edward. À, cái kẻ mà rất nhiều trẻ con đã nói về tôi. Nhưng ngươi không phải con người. Ectobro, Ectoprote, Palonchas, Monarchais. Ok. Roskai. Edward, tôi tìm thấy ông ta rồi. Ôi trời, tránh xa khỏi đứa bé gái ra, để con bé một mình. Ôi, con bé con kìa, nó được cứu kìa, oh my god. Oh my god, thank you, thank you, mày. Fran bé nhỏ cần phải được chữa. Liệu chúng ta có sử dụng được cái xác cũ không? Đúng, cô ấy thật sự chưa biến mất hẳn. Thôi nào, chưa đi hẳn. Mẹ Mambuka, bà đã lấy sự ngây thơ của một đứa trẻ. Fran bây giờ chết và sống lại. Hãy tỉnh dậy cho bóng tối Fran, và cô có thể đi tới ánh sáng. Oh shit. Noise. Cảm ơn, tỉnh dậy đi em đi. Anh cùng em vượt 5 chapter. Ấy, không để em chết lúc này đâu. chuyện gì xảy ra? It was Palonchas. Đầu tôi đau quá. Ngày nửa đêm. Sao có thể? Cậu còn sống? Tôi nhớ cậu rất nhiều. Nói tới cái gì đấy đi. Fran, chúng ta cần đi, phải đi ngay bây giờ. Đi được thôi. Bác sĩ Dern, nhìn này, đấy là Edward Palonchas. Cháu đã nói cho ông về chúng, nhớ ông nhớ chứ? Cháu đã nói rằng chúng là họ là thật. Nhìn thấy chứ? Ông đã tin cháu chưa? Oh. What the fuck? Ông ấy không nghe được cô nữa rồi. Có lẽ ông ấy đang dưới sự sức mạnh của Mabuka rồi. Chúng ta cần phải rời ngay bây giờ, ngay lập tức. Nhưng mà ông ấy có đi cùng chúng ta không? Làm ơn. Ông ấy thật sự rất tốt với cháu. À, với tôi. Ông ấy đã bảo vệ tôi và giúp tôi. Chúng ta không thể mang ông ta đi cùng được. Xin lỗi. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta có thể làm đấy là làm ông ấy tin rằng tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ. Ông ấy sẽ tỉnh dậy và nghĩ rằng mọi thứ này chẳng có thứ gì thật sự xảy ra cả. Nhưng mà ông ấy sẽ không nhớ cô Fran. Tôi hiểu, nếu mà như vậy ổn thì tôi nghĩ chỉ mong là ông ấy an toàn. Cô thật là tốt bụng. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy những cái thứ mà vượt qua khỏi cái sự mong muốn của cô. Cô sẽ trở thành một với tất cả mọi thứ. Bố mẹ sẽ rất là tự hào về cô. Cậu thật sự như thế à? Ông thật sự như thế à? Cảm ơn Palonchas. Palonchas Chasu. Ôi giời, còn thơm nữa kìa. Bây giờ hãy đưa bác sĩ Dern về nhà. Ok. Master Dern Arnum Velk Master Dern Slag. Ok. Trong người bay có vẻ nhẹ nhàng hơn hai cái đứa kia. Tạm biệt bác sĩ Dern. Chúng ta phải đi ngay bây giờ, Fran. Có rất là nhiều thứ để cô cần phải nhìn và học. He, nghe có vẻ vui. Đi thế nào, mèo con. Ok, then. Tôi vẫn không biết rất là nhiều thứ. Nhưng một thứ duy nhất mà tôi biết. Một thứ mà tôi biết. Đấy là giữa tội lỗi và sự sợ hãi. Tôi quyết định chọn hạnh phúc. Ok, nó chả liên quan gì cả. Tức là khi mà mình làm đến tội lỗi gì hay là hay mình đang sợ cái gì thì cứ không quan tâm đến cái thứ gì cả và sống cuộc đời của mình. Ngoan ô. Đấy, game này cho chúng ta một bài học rất là tuyệt vời. What the fuck is this game? Nó kết thúc vậy vớ vẩn vãi, sau còn cái vụ mà giữ chìa khóa rồi các kiểu con đà điểu chưa cái gì tôi tử tế à. Mình đã hiểu cái game này, tôi cũng bị chơi game này vì cái gì? Why? Khi mọi người lo lắng, sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi, đừng quan tâm cái gì cả. Cứ sống hạnh phúc đi. Mấy trưởng game bây giờ.
Hey, mọi người vừa xem xong series game Frambo, cuối cùng kết thúc được game này, yeah! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chắc là nhiều người cũng đi xem những cái series của những series này của những người khác rồi, chắc xem xong từ lâu rồi. Chả có mấy người xem series này của mình nữa. Yeah, và đồng sắc cảm ơn mọi người, những người đã gọi là ủng hộ mình đến những tập cuối cùng của series game này. Mình rất xin lỗi để mọi người khiến mọi người chờ lâu như thế này. Tập mình cũng bị gọi là lỗi của mình biết. Mình gửi lời xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến tập cuối cùng của game. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video lần sau của mình. Goodbye. Chết. Thực ra khá là khó khi mà mình không bị mấy cái xe kia nó bóp lại. Ok, khá dễ hiểu. Chúng ta nhảy. Oh no. Nó vẫn tính là level không. Sao tính luôn là level 6 rồi là như nào? Mình mới chơi được một tí mà mình chẳng sao là mình mới chơi được level 3 bản là level 6 rồi sao? Tại sao mình lại ở cấp? Ô, mình chết rồi.